đã đến với channel. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trên tay một chiếc iPad mini 3. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy rằng cái hộp của chiếc iPad mini này thì nó không giống như những chiếc iPad bình thường, nghĩa là không có hình chiếc iPad ở mặt trước mà chỉ có duy nhất dòng chữ iPad mini mà thôi. Đây chính là iPad mini 3 phiên bản refurbished với mức giá rẻ hơn khá là nhiều so với lại hàng brand new. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở hộp và cùng xem chiếc máy này có gì đặc biệt. Cái cảm giác được mở hộp một chiếc iPad mini, tuy là nó phiên bản refurbished nhưng mà vẫn rất sướng. Và đây chính là chiếc iPad mini 3 phiên bản refurbished của chúng ta. Nó mang màu vàng rất là sang chảnh. Lát nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau dành thời gian về chiếc máy, còn bây giờ thì sẽ là phụ kiện. Về phụ kiện thì cũng rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có sách vở rất là dụng này, kèm với lại một cái que chọc SIM. Đây là phiên bản 4G nên là chúng ta có thể lắp được thêm SIM vào. Và đây thì sẽ là bộ đôi sạc cáp điện thoại của Apple. Và đó thì sẽ là tất cả những cái phụ kiện của chiếc iPad mini 3 phiên bản refurbished của chúng ta. Đến với chiếc iPad mini 3 thì có thể nói rằng họ hàng nhà iPad mini là dòng iPad mà mình thích nhất. Nó nhỏ nhẹ và có thể cầm gọn gàng với chỉ một bàn tay. Cấu hình thì lại chả kém cạnh gì so với lại người anh em iPad lớn hơn. Và quan trọng nhất là mức giá rẻ hơn khá khá của nó. Với iPad mini 3 thì chúng ta sẽ có thêm một cảm biến vân tay ở mặt trước. Đây thì chính là chiếc iPad mini đầu tiên có Touch ID và cũng là điểm khác biệt lớn nhất so với lại chiếc iPad mini 2. iPad mini thì vốn là đã có mức giá rẻ hơn so với lại iPad Air rồi. Tuy nhiên thì nếu như các bạn chọn mua iPad mini refurbished thì nó còn có giá tốt hơn nữa. Nhiều bạn thì vẫn còn lăn tăn khi phải mua và sử dụng iPad refurbished. Nhiều bạn thì còn nghĩ rằng nó là hàng cũ. Tuy nhiên thì xin thưa với các bạn là hàng refurbished của Apple thì nó khác hoàn toàn với hàng refurbished của Dell hay là HP. Trước đây thì khi mà chúng ta nghe thấy hàng refurbished thì chúng ta thường nghĩ đến những chiếc laptop được refurbished lại của Dell hay là HP thì nó có chất lượng không được tốt như là những hàng mới. Tuy nhiên thì với Apple thì họ đảm bảo rằng tất cả những chiếc iPhone hay là iPad hay thậm chí là cả MacBook refurbished của họ đều có chất lượng phần cứng rất tốt. Họ đảm bảo rằng những chiếc máy này sẽ as good as new, tức là tốt như hàng mới. Ngoài việc là những chiếc máy refurbished thì sẽ được thay thế những linh kiện bị lỗi thì tất cả những chiếc iPad refurbished thì sẽ được thay pin và vỏ mới 100% để đảm bảo cho chúng ta có được một vẻ bề ngoài và một thời lượng pin tốt nhất. Chính sách bảo hành của Apple dành cho những sản phẩm refurbished thì cũng ngang bằng với lại những chiếc máy mới. Và tuyệt vời nữa là nếu như các bạn mua hàng tại Sabonet thì các bạn sẽ còn được hưởng chính sách bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 1 năm như là những sản phẩm iPhone, iPad phân phối mới chính hãng bởi FPT vậy. Như vậy là mình đã vừa cùng các bạn mở hộp và trên tay nhanh iPad mini 3 phiên bản refurbished. Mức giá của chiếc iPad mini 3 refurbished này thì hiện tại đang là 7,8, gần 8 triệu. Mời các bạn tới tất cả những cửa hàng của Sabonet trên toàn quốc để có thể trực tiếp trải nghiệm. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.